Cuộc đời em chưa bao giờ em biết mệt. Tới thời điểm này thì em cũng chả có gì hối tiếc, bởi vì em đã cống hiến hết sức tuổi thanh xuân của mình và hết tuổi trẻ của em dành cho cái công việc thiện nguyện như vậy. Châu Thành Toàn sinh năm 1985 tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 15 tuổi, anh đã tham gia tình nguyện từ những công việc nhỏ nhất như đi nhặt rác quanh khu phố. Sau những buổi học trên lớp, anh đi khắp phố lượm ve chai bán lấy tiền cho học sinh nghèo, rồi đi cạo sơn ở đường phố, tham gia phân làn đường giữ trật tự giao thông ở những điểm đông đúc, tham gia phát động người dân làm vệ sinh, trồng cây xanh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong khu dân cư. Anh còn mở lớp dạy học cho các em mồ côi sống lang thang, các em nhà nghèo không được đến trường. Những năm học trung học phổ thông, anh vẫn luôn duy trì các công việc tình nguyện một cách âm thầm cùng các anh chị đi trước. Đến khi là sinh viên ngành thú y trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, Châu Thành Toàn là thủ lĩnh của rất nhiều nhóm sinh viên ở các trường đại học trong những chiến dịch Mùa Hè Xanh, Xuân Tình Nguyện. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp đại học, Châu Thành Toàn thành lập nhóm tình nguyện viên mang tên SV07, trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Tây Ninh. Nhóm có 20-30 thành viên là sinh viên năng động của các trường đại học, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Anh cùng câu lạc bộ SV07 đã tạo nên một vòng tròn để săn sóc bệnh nhân ung thư, giúp đỡ người khuyết tật, nấu cơm ở bệnh viện, bằng tấm lòng đôn hậu và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Châu Thành Toàn cũng là người nghĩ ra việc đi hát dạo ở các quán ăn, quán nước, chợ, xin từng đồng bạc lẻ để giúp người nghèo. Vì người nghèo, anh không ngại cầm loa kẹo kéo đứng hát, xin tiền trước bao người xa lạ, có khi vấp phải ánh mắt nghi ngờ. Anh coi tình nguyện là một nửa cuộc sống của mình. Thời gian rảnh và cả 15 ngày phép của năm, anh dành hết cho việc thiện nguyện. Khi người ta nghỉ lễ, anh lại xin đi trực để có ngày nghỉ bù. Từ lúc 15 tuổi đến nay, hơn 22 năm sống sôi nổi với niềm vui của một tình nguyện viên, anh đón những học viên cai nghiện hồi gia, đón những bệnh nhân ung thư đi tái khám, hỗ trợ các thí sinh từ quê đến thành phố Hồ Chí Minh thi đại học, có khi đón Tết ngoài đường để tuyên truyền Tết sạch không rác. Đặc biệt, nhiều năm là đội trưởng đội tình nguyện viên cho Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Toàn Quốc, anh gắn bó thân thiết với nhiều vận động viên khuyết tật, giúp họ vượt qua khó khăn. Cũng từ đó, anh nhận rõ giá trị của nghị lực sống và vươn lên đáng nể phục của những người khuyết tật và biết mình còn phải học hỏi nhiều. Đã có rất nhiều người được anh giúp đỡ đã trở nên thành công. Có thể kể đến vận động viên bơi lội khuyết tật Nguyễn Thị Sari, cô được coi là gương mặt vàng của đường đua xanh. Đối với anh, hoạt động thiện nguyện cần nhất 3 chữ: thái độ, lời nói và hành động. Thái độ phải niềm nở, lời nói phải nhẹ nhàng, ân cần, hành động phải thiết thực. Đặc biệt, anh cũng nhấn mạnh, làm từ thiện phải làm từ cái tâm của mình. 22 năm vừa qua, số người được anh giúp đỡ rất nhiều, nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc nhận lại điều gì. Điều tự hào nhất là mình đem được những ngôi nhà tình thương, những cái chân giả và những cái quà học bổng mà nó rất có giá trị. Và sau khi mình đem những cái phần quà này tới cho những người kém may mắn, những người yếu thế, thì sự thành công của đó là sự trả ơn cho em. Tuy nó không là giá trị về tiền bạc, nhưng đó là một cái tinh thần làm cho em có thêm động lực để em giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Để có tiền cho những chuyến đi làm thiện nguyện, anh keo kiệt với chính bản thân mình. Tiền lương mỗi tháng được hơn 5 triệu đồng, anh để dành ra 1 triệu đồng. Tết được thưởng mấy triệu, anh không dám xài, để đó mua quà Tết cho người nghèo. Anh chia sẻ, nếu chỉ nghĩ thiệt hơn cho mình thì đi làm gì, nhưng thương vì chữ thương mà đi thôi. Những nơi anh đi đến không phải là phố xá, mà là nơi xa xôi, khó khăn, những làng chài tan hoang sau bão. Anh nói, chúng tôi không thể giúp người nghèo hết khổ, nhưng ít nhất chúng tôi có thể mang cho họ niềm tin rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, họ vẫn được quan tâm và không đơn độc. Cứ thế, những chuyến đi của Châu Thành Toàn đã mang đến cho người đang vất vả, buồn khổ có thể nở nụ cười, có được chút vỗ về an ủi để dũng cảm vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Châu Thành Toàn và nhóm SV07 đã quyên góp được hơn 23 căn nhà, tặng hơn 200 xe đạp xịn, lắp gần 300 chiếc chân giả, tặng hơn 100 xe lăn.
Thật ra thì Châu Thành Toàn chả bao giờ hối tiếc. Em đi khảo sát để xây cầu, thức dậy từ 2 giờ sáng để mà đi khảo sát, về tới nhà là khoảng 12 giờ đêm. Nhưng mà cuộc đời em chưa bao giờ em biết mệt. Tới thời điểm này thì em cũng chả có gì hối tiếc, bởi vì em đã cống hiến hết sức tuổi thanh xuân của mình và hết tuổi trẻ của em dành cho cái công việc thiện nguyện như vậy. Ngày 15 tháng 3 năm 2020, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng bằng xác lập top kỷ lục thiện nguyện Việt Nam nhằm vinh danh những đóng góp của anh Châu Thành Toàn, người đã có hơn 22 năm gắn bó với công việc thiện nguyện. Đó cũng là thời điểm anh giới thiệu quyển sách Cho đời một chút bình yên do chính mình thực hiện trong suốt quãng đường 22 năm tham gia công tác thiện nguyện. Với 22 năm làm tình nguyện đó thì bản thân của em rất là tự hào về cái quá trình đó, và không phải một mình em, gia đình em và tất cả các bạn tình nguyện viên trong nhóm em và tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đều tự hào về em. Mong rằng Châu Thành Toàn có được nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân hơn nữa để làm sao nhiều ngôi nhà mọc lên ở cái đất nước Việt Nam hình chữ S, nhiều cái chân giả hơn nữa, nhiều cái chiếc xe đạp hơn nữa để trẻ em được đến trường, và nhiều món quà cho mấy em vui trung thu, nhiều phần quà cho trẻ em chất độc da cam, và nhiều phần quà cho những người già neo đơn, những người kém may mắn, và còn rất rất là nhiều. Thì Châu Thành Toàn chỉ mong các bạn có thể chia sẻ một chút, và chính một chút đó là một cái sự thành công của Châu Thành Toàn. Gần 40 tuổi, Toàn vẫn độc thân. Anh đùa rằng, có người vợ nào chấp nhận chồng đi hoài, lo cho người khác hoài mà lại còn không có lương. Và với tư tưởng sống là cho đi, là sẻ chia yêu thương. Cứ thế suốt 2-3 năm qua, trên hành trình bác ái của mình, Châu Thành Toàn đã trao đi vô vàn những giá trị yêu thương, chân thành để mong cho đời một chút bình yên. Tựa như tên cuốn sách anh vừa ra mắt với giá 0 đồng.